Xin chào 500 anh chị em. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách biến kênh đối thủ thành kênh vệ tinh của mình. Nhưng trước khi bắt đầu thì mình xin phép giới thiệu với anh chị em một cái sân chơi mới dành cho cộng đồng sáng tạo content Việt Creator chúng ta. Đó là mình đã mở một cái nhóm chat. Đây, các bạn có thể thấy cái nhóm chat này ở đây, trong cái post này. Mình đặt tên của nó là Tổng đài Tám Xuyên Lục Địa. Trong này các bạn có thể bàn tất cả mọi chuyện liên quan đến quá trình sáng tạo content của mình ở trên YouTube, trên Facebook hay là trên TikTok, từ cách chọn chủ đề, cách sáng tạo nội dung, lên đề xuất, cách kiếm tiền, cách khai thác cả cái cộng đồng khán giả của mình, vân vân. 24/24 lúc nào cũng có người để sẵn sàng hỗ trợ phục vụ chúng ta cho những nhu cầu mà chúng ta cảm thấy bức thiết. Còn đối với những cái vấn đề mà nó lớn hơn hoặc là những cái vấn đề nó không quá gấp rút, không cần sự giúp đỡ ngay, các bạn vẫn có thể tiếp tục up cái câu hỏi, những cái chia sẻ của mình lên trên group Việt Creator. Có thể đi theo cái đường link của cái bài viết này. Còn nếu bạn đã là thành viên của Việt Creator thì hiện nay ở trên cái Messenger, khi bạn mở ra ở bên dưới bạn cũng đã thấy ngay có những có nhóm chat của Việt Creator, bạn click vào đây. Và từ đây bạn cũng có thể tham gia vào nhóm chat của chúng ta rất là dễ dàng. Rồi quay trở lại với cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Thì chúng ta thường nghe ở trên giang hồ rất nhiều pro hay nói với chúng ta là để kênh mau lên ấy, để ăn được đề xuất, thì một trong những chiêu cực kỳ lợi hại là chúng ta biến kênh đối thủ thành kênh vệ tinh của mình. Nhưng mà làm sao mà biến được kênh của đối thủ thành kênh vệ tinh của mình? Chả nhẽ là mình gặp người ta xong rồi mình đưa tiền cho người ta, rồi người ta sẽ kéo kênh của mình lên, biến mình trở thành một cái đối thủ cạnh tranh của họ. Chẳng nhẽ mình lại dí súng vào đâu người ta, bắt mày phải kéo kênh cho tao lên. Nếu mày không kéo kênh cho tao lên thì tao bắn mày. Có chừng tao bắn mày. Thực ra thì cái việc biến kênh đối thủ thành kênh vệ tinh không phải ý như vậy. Cái ý của cái câu nói đó tức là mình làm sao để cho mình làm cho cái content của mình nó gần giống với cái yếu tố ở trên kênh đối thủ, làm cho cái thuật toán, cái máy tính của YouTube nó nhìn thấy cái sự giống nhau, cái sự liên quan tương đồng giữa hai tệp khán giả. Từ đó nếu mà cái kênh của đối thủ nó lớn, kênh của mình nó nhỏ, thì người ta sẽ kéo những cái máy tính ấy, máy tính của YouTube ấy, nó sẽ kéo những cái khán giả từ ở bên cái kênh lớn kia sang xem cái kênh nhỏ này, với điều kiện là video của bạn phải làm hay nha, phải đủ sức hấp dẫn thì mới được. Nhưng mà để làm sao để cho cái kênh của mình có những cái yếu tố gần giống với những cái kênh kia thì nói chung là mình bắt chước. Nhưng mà bắt chước không phải là tất cả mọi thứ đều bắt chước. Cái việc kênh kia lên view, kênh kia được ăn đề xuất, người ta làm nhiều thứ, nhưng mà trong 10 thứ họ làm thì đâu phải là tất cả 10 thứ đều góp phần, đều giúp cho cái việc kênh đó được ăn đề xuất đâu. Mà thậm chí trong đó có những cái còn phản tác dụng. Nếu mà mình cứ bắt chước một cách y chang mù quáng, trong 10 yếu tố đó mình phải làm sao để chọn ra được, biết được là những cái yếu tố nào là những cái yếu tố quan trọng, những yếu tố nào là những yếu tố đã làm cho cái kênh đó được lên, rồi từ đó mình mới bắt chước được. Rồi, để nghiên cứu được đối thủ của mình thì bước thứ nhất, có lẽ là quan trọng nhất, là phải biết đối thủ của mình là ai, đúng không? Không biết đối thủ của mình là ai thì làm sao mà nghiên cứu được. Thì ở đây mình sẽ trình bày 3 cách theo thứ tự, từ đơn giản nhất, từ kênh gọi là kênh trắng, chưa làm gì cả, chưa có dữ liệu gì cả, cho đến những kênh bắt đầu có dữ liệu nhiều hơn, và đến những kênh lớn luôn, những kênh pro luôn. Các bạn có thể làm theo từng bước một, hoặc là các bạn cũng có thể kết hợp với nhau, 3 kênh đó với nhau, để từ đó có một cái nhìn tổng quan về cái thị trường mà mình muốn hướng tới. Đơn giản thôi, ví dụ bạn làm chủ đề nấu ăn thì mình mở YouTube ra, mình sẽ tìm ở ngay trong ô tìm kiếm của YouTube, chẳng hạn là mình sẽ tìm là hướng dẫn nấu ăn chẳng hạn. Thì ở bên dưới ngay lập tức sẽ hiện ra những cái kênh nấu ăn, và mình chọn thôi những cái kênh nào mà nếu mà nó chẳng hạn như sống khỏe này như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là cái kênh này nó sẽ nhiều chủ đề khác nhau thì nó cũng không nên là mình hướng đến nghiên cứu. Mà mình, nếu mà mình làm chủ đề xuyên suốt là nấu ăn ấy, thì mình nên nghiên cứu những cái kênh mà nó xuyên suốt từ đầu đến cuối là nấu ăn luôn.
Đây là cái bước đơn giản nhất mà mình có thể tìm ra những cái kênh mà có lượt view nhiều, có lực đề xuất mạnh. Chưa? Cách đơn giản thứ hai, nếu mà kênh bạn đã có một chút dữ liệu đấy, bạn đã bắt đầu làm kênh đấy, chẳng hạn như mình làm được 1.000 sub, 2.000 sub gì đấy, rồi bắt đầu mới làm mãi không thể lên, bắt đầu tìm tòi tìm hiểu thì mới phát hiện ra là mình phải nghiên cứu, phải làm theo những cái kênh có tệp khán giả gần giống như mình, thì từ đó mới dễ lên được. Thì nếu mà đã có một chút dữ liệu rồi thì các bạn có thể vào trong cái số liệu phân tích, mình vào trong số liệu phân tích nha, click vào xem thêm này, ta nên chọn theo 90 ngày cho nó có một cái thời gian tương đối một chút. Đây là danh sách các cái video nhiều view của chúng ta này, nhưng mà nhiều view này nó có nhiều nguồn view khác nhau, tốt nhất là mình nên lọc thêm một lần nữa, là mình lọc theo video đề xuất. Các bạn gõ video đề xuất thì trong cái danh sách nhiều view của mình đây, người ta sẽ sắp xếp lại một lần nữa là những cái clip nào mà view đề xuất nhiều nhất sẽ hiện lên trước. Thì mình có thể vào trong số liệu phân tích của ngay cái clip này, xong rồi mình xem số liệu của riêng mình, xem phạm vi tiếp cận, tức là cái cách người xem tìm thấy video đấy. Đây ngay các tính năng duyệt xem này, video đề xuất này này, thấy giờ lượt hiển thị nó là tiếp cận được 109.000. Chỗ này các bạn có thể, cái này mình có thể click lên đây vào cái từ khi tải lên toàn thời gian này, thì lúc đó chúng ta có thể click được vào những cái nguồn lưu lượng truy cập nhỏ này, mình click vào video đề xuất thì nó sẽ hiện ra. Đây là những cái video mà đã đề xuất clip của mình chưa? Đấy, ngay lập tức là mình biết là khán giả đã xem, tức là cái hành trình của khán giả là người ta đã xem clip này này, video short kiếm tiền như thế nào, xong rồi sau đó YouTube mới đề xuất tiếp cái video 4 bước kiếm tiền khủng với YouTube Short này cho họ xem. Thì từ đây chúng ta có thể vào những cái kênh này, bấm vào xem trên YouTube này để tìm hiểu về những cái kênh này, tìm hiểu đối thủ của mình. Những cái một số cái clip bên dưới này có thể là những cái clip mà ngay ở trên kênh của mình, thì chúng ta cũng không cần tìm hiểu nữa. Nếu cần thiết thì chúng ta cũng có thể hiểu rõ được cái hành trình của khán giả, để từ đó chúng ta có thể tạo ra những cái metadata, tiêu đề, thẻ tag và mô tả của mình cho nó gần tương đồng với nhau, thì nó mình sẽ củng cố cái mối quan hệ đề xuất giữa các cái clip này với nhau ngay trong nội tại kênh của mình, đúng không? Ngoài ra các kênh khác cũng đề xuất này. Bây giờ các bạn thấy là khi kênh của mình bắt đầu có một chút dữ liệu rồi thì cái sự đề xuất của YouTube khá là liên quan, khá là chuẩn xác. Cho nên là khi mình biết được những cái kênh này, mình có thể điều tra, ngâm cứu rất là chính xác. Rồi tiếp theo bước thứ hai, khi chúng ta đã có trong tay cái danh sách đối thủ của mình, thì bước tiếp theo là mình đi sâu vào trong cái kênh đấy để mình tìm hiểu. Chẳng hạn như ở đây nhá, mình tiếp tục với cái kênh Sơn Gym này, lúc nãy là một kênh mà đề xuất cái video short này sang kênh của Việt Creator. Thì mình vào click vào trong cái kênh của Sơn Gym, thì vào đây tìm trong cái tab video này. Thì ở đây chúng ta lưu ý là bình thường YouTube sẽ hiển thị là có hai lựa chọn cho mình, là tải lên gần đây hoặc là phổ biến. Nếu mình click vào cái phổ biến này thì mình sẽ thấy là nó sắp xếp lại tất cả các video của kênh này từ xưa đến nay theo thứ tự từ nhiều view nhất đến ít view nhất. Từ đây chúng ta cũng có thể lấy những cái video này để bắt chước làm theo. Nhưng mà ở đây có một cái hạn chế là kể cả những cái video rất cũ 2 năm, 5 năm, 10 năm thì nó cũng đưa vào cái danh sách này. Những cái video cũ quá đấy, nó có thể gọi là nó hết trend rồi, hết lực đề xuất rồi. Mình có thể cài cái ứng dụng gọi là tiện ích mở rộng, gọi là vidIQ cho Chrome để tìm ra những cái video mà còn lực đề xuất mạnh ở trên kênh này. Mình cũng đã làm một cái clip nói riêng về cách sử dụng tiện ích vidIQ này. Các bạn có thể đây 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 bên này. Các bạn có thể tìm hiểu ở trong cái clip này. Nhưng mà ở đây mình cũng sẽ nói sơ bộ một chút là sau khi cài vidIQ vào thì trong cái tab video này, các bạn click vào cái mũi tên này sẽ thấy cái chữ trending và biểu tượng vidIQ này. Click vào cái trending này, vidIQ nó sẽ giúp sắp xếp lại cái kênh này theo thứ tự những cái view mà còn lực đề xuất mạnh trong thời điểm hiện tại ở trên kênh nha. Các bạn thấy lưu ý vidIQ này, nó sắp xếp số view theo giờ, 53 view mỗi giờ này, view per hour 81 view mỗi giờ này, vân vân. Tuy nhiên
Tuy nhiên là còn một cái lưu ý nữa là đối với những cái video còn lực đề xuất mạnh ở trên kênh của đối thủ này thì không phải cái nào mình cũng bắt chước, tại vì cái đối thủ của mình họ làm cái chiến lược phát triển nội dung của họ rất là khác với mình. Chẳng hạn như bạn Sơn Gym này có làm cái video shorts kia giống với kênh của Việt Creator, nhưng mà đồng thời bạn cũng làm những cái chủ đề hoàn toàn khác biệt với cái đối tượng mà mình muốn hướng tới. Chẳng hạn như cái clip mạnh nhất này, cách cài đặt nhạc chuông cho iPhone với bài hát bất kỳ, mình cũng có thể làm cái clip giống như vậy để ăn theo đề xuất của cái kênh này. Nhưng mà như thế thì anh em Việt Creator chắc chắn là sẽ ném đá mình và sẽ không còn theo dõi Henry Phan nữa. Đúng không? Đấy là điều mà mình cần phải lưu ý. Rồi nha, bước thứ nhất là mình đã tìm ra được đối thủ nha. Bước thứ hai là tìm ra được ở trong kênh của đối thủ những clip nào đang có lực đề xuất mạnh để mình ăn theo nha. Rồi đến bước thứ ba là mình vào trực tiếp ở trong những cái clip đấy. Chẳng hạn như ở đây mình vào ngay cái clip đầu tiên này, mình tìm hiểu xem tại sao cái clip này nó lại có sức hút với khán giả. Và đặc biệt có một cái tip mà khá là mới là khi hiện nay khi chúng ta rê chuột lên cái trình phát này này, thì ở đây các bạn có thể thấy mơ mơ ở đây này là những cái biểu đồ giữ chân khán giả. Hiện nay YouTube đã hiển thị công khai cho chúng ta. Chúng ta có thể rê chuột đến những cái chỗ mà nó nhô cao lên này này. Nhân tiện nói về cái việc hiển thị công khai biểu đồ giữ chân khán giả này thì mình cũng xin nói một chút về cái tương lai của thuật toán đề xuất của YouTube. Như chúng ta đều đã thấy là trong khoảng 2 đến 3 năm vừa qua thì YouTube đã đưa thêm rất nhiều dữ liệu và toàn là những dữ liệu quý giá cho chúng ta. Các bạn cần phải học hỏi lẫn nhau, học hỏi ở trong cộng đồng Việt Creators của chúng ta để mình học được cái cách đọc, tìm ra được những cái mô thức đề xuất từ dữ liệu ở trên kênh của mình. Những cái đấy mình học và mình tìm hiểu dần dần. Mình xem tại sao khán giả xem cái clip của mình tìm ra được những cái mô thức chung giống nhau. Tuy nhiên thì một cái xu thế mà mình nhìn thấy thời gian trung hạn vài ba năm sắp tới ấy, ngoài cái chuyện đưa thêm nhiều dữ liệu như thế này thì YouTube có xu hướng là đưa hết cho mỗi nhà sáng tạo dữ liệu của tất cả các kênh khác nhau ở trên YouTube. Tức là sao? Trước đây mình chỉ nhìn thấy dữ liệu của kênh của mình thôi, nhưng mà giờ đây thì dữ liệu của kênh đối thủ, dữ liệu của kênh bạn, dữ liệu của tất cả những gì mình muốn nhìn thấy họ đều đưa cho mình. Chắc có lẽ chỉ có dữ liệu về doanh thu là người ta không đưa thôi. Cái việc mà hiển thị công khai biểu đồ giữ chân khán giả như thế này là một trong những tín hiệu mà củng cố cho cái xu thế đó. Ngoài ra là giống như lúc nãy mình nói ấy, ở trong cái tab đối tượng người xem như thế này. Và thứ hai nữa là mình có biết mình có từ những cái dữ liệu đấy mình có khả năng gọi là nhìn ra được những cái mô thức đề xuất lặp đi lặp lại để từ đó mình bắt chước theo hay không. Thì đấy chính là những cái điểm mấu chốt để tạo ra thành công cho kênh của bạn. Chúc cả nhà Việt Creators thành công và hẹn gặp lại trong những video lần sau.